Theo dõi kỳ họp lần thứ 10 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, trong nhiều ngày qua, cử tri trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng vào các vấn đề đã được kỳ họp thông qua, trong đó có nhiệm vụ triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay, sau hội nghị nêu ý kiến về phát triển kinh tế đêm trên địa bàn quận 1, các cử tri cùng ngồi lại để theo dõi phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10. Theo dõi kỳ họp suốt những ngày qua, cử tri tâm đắc trước phiên thảo luận và việc Hội đồng nhân dân thành phố đã sớm thông qua nghị quyết thực hiện nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, các nghị quyết trong lĩnh vực đầu tư công. Cử tri cho rằng mỗi người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cần có trách nhiệm trong việc cố gắng hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Thứ nhất là về các cái nội dung chuẩn bị rất là đầy đủ, chặt chẽ và được các cái đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đại diện cho cử tri thì người ta chuẩn bị các cái ý kiến phát biểu và chất vấn rất là rõ ràng, cụ thể, ngắn gọn. Và chúng tôi cũng rất thích cái cách trả lời, đặc biệt là trả lời của Chủ tịch thành phố và Phó Chủ tịch thành phố nói về vấn đề đầu tư công, giải ngân và một số dự án trọng điểm của thành phố. Khi mà có cái cơ chế đặc thù của nghị quyết 98 thì thành phố cần phải làm gì? Sau khi theo dõi những cái tường thuật trực tiếp trên HTV9 thì tôi thấy là cái cuộc họp đợt này có nhiều vấn đề sôi nổi, tức là chất vấn, trả lời chất vấn những cái nội dung nó tương đối nằm trong cái quan tâm của người dân. Ví dụ như là chất vấn về giao thông thì phải nói cái vấn đề giao thông là vấn đề nóng của thành phố. Ngoài cái chuyện mà hạ tầng cơ sở đi lại thì nó cũng có một cái mới, tức là cái đường vành đai 3. Thì nói chung là có nhiều cái vấn đề mà đổi mới, nhất là cái 98 đó, là sẽ mở ra một cái cơ chế mới cho thành phố để phát triển về kinh tế đặc thù. Đây là một cái bước ngoặt mà để phát triển của thành phố lên một cái tầm cao mới. Thì đó là một cái điều mà mọi người dân, cử tri rất là quan tâm đến vấn đề này. Chúng tôi nghĩ rằng là mọi người dân chúng ta đều phải có trách nhiệm với cái nghị quyết 98 của Quốc hội cho thành phố này. Là một trong những cử tri tham dự trực tiếp tại kỳ họp, ông Phan Xuân Thi đánh giá cao việc điều hành của đoàn chủ tịch, triển khai những nội dung rất cơ bản. Các đại biểu chất vấn tập trung vào những việc chưa làm được và kỳ vọng vào định hướng của Hội đồng nhân dân thành phố trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã thông qua một số cái nội dung về cái nghị quyết 98 của Quốc hội và đồng chí nhấn mạnh là thành phố của chúng ta không được phép để mất thời cơ. Đấy, có nghĩa là phải chấp ngay cái thời cơ tiến hành thực hiện, mang lại những cái hiệu quả về mọi mặt cho thành phố của chúng ta, và tôi rất là tâm đắc. Bản thân tôi rất kỳ vọng nghị quyết được ban hành thì tất cả các cơ quan ban ngành có liên quan đến nghị quyết đó cũng sẽ chung tay góp phần thúc đẩy đưa thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhiều hơn về vấn đề kinh tế, cũng như là giải quyết được những cái nút thắt mà hiện nay mà nhân dân cử tri rất quan tâm, chẳng hạn về những cái ùn tắc giao thông, rồi hoặc là về những cái đầu tư phát triển kinh tế. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đã được đông đảo cử tri đón nhận tích cực, kỳ vọng nghị quyết sớm đi vào cuộc sống để thành phố Hồ Chí Minh khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh, phát triển đột phá.